Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Một Facebooker tại Sài Gòn bị an ninh đưa về đồn tra khảo. Theo AFA ngày 2 tháng 8 cho biết, một Facebooker tại Sài Gòn thường đưa tin chỉ trích chế độ bị an ninh đưa về đồn đánh đập. Và đây là hình AFA đưa tin. Theo đó, Facebooker Lê Xuân Diệu sống tại Sài Gòn bị công an đưa về đồn đánh đập và tra khảo trong 2 ngày liên tục về các bài viết chỉ trích chế độ trên trang cá nhân. Một người thân của ông Diệu, người này không đồng ý đưa tên tuổi công khai, cho hay các sĩ quan thuộc cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh áp giải ông về đồn để hỏi về hai tài khoản Facebook là Diệu Lê và Dẹo Lu được cho là của ông. Người này nói rằng lý do ông Diệu bị công an đưa lên trụ sở của cơ quan an ninh điều tra thành phố vào sáng ngày 31 tháng 7 là bởi vì ông Diệu đã từ chối đến đồn công an sau 3 lần triệu tập để làm việc về các bài viết trên mạng xã hội Facebook. Bốn công an ập vào nhà và áp giải ông đi ngay mà không có lệnh bắt. Công an không có khám xét nhà ông, người này nói. Trong ngày đầu tiên, ông Diệu bị giữ tại đồn công an cả ngày và chỉ được về nhà vào chiều tối muộn với thân hình tiều tụy và khuôn mặt có nhiều vết bầm tím. Kết quả khám bệnh và chụp phim cho thấy ông bị đa chấn thương phần mềm và rạn xương sườn số 4. Trong suốt quá trình tra khảo về các bài viết trên Facebook trong ngày 31 tháng 7, cứ mỗi 30 phút, ông Diệu lại bị 7 đến 8 công an xông vào đánh, người thân nói. Đến ngày thứ hai, ông Diệu cũng bị buộc lên đồn làm việc với nội dung tương tự. Tuy nhiên, ông không còn bị đánh như trong ngày đầu nữa. Ông chỉ được về nhà vào chiều muộn, phía công an không đưa ra thêm cuộc hẹn nào. Hiện điện thoại, các tài khoản mạng xã hội và các tài khoản ngân hàng của ông đã bị an ninh kiểm soát, AFA cho biết. Người thân cho biết hiện giờ ông Diệu đau toàn thân, phải nằm ở nhà để dưỡng thương. Giới hoạt động tại Sài Gòn nói, ông Diệu là một trong số những người tích cực thuộc giới bất đồng chính kiến ở Sài Gòn. Ông từng tham gia một số cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở Biển Đông. Trên Facebook, ông Diệu Lê và Dẹo Lu có nhiều bài viết chỉ trích chế độ về các vấn đề như vi phạm nhân quyền, tham nhũng, mang tính hệ thống, quản lý kinh tế yếu kém, ô nhiễm môi trường ở khắp nơi và chủ quyền bị vi phạm ở Biển Đông. Và đây là hình ông Lê Xuân Diệu. Nhiều lãnh đạo, trong đó có cả Hồ Chí Minh, người sáng lập ra chế độ, cũng bị ám chỉ trong nhiều bài viết. Cũng vào thời gian này, ngày 31 tháng 7, ba nhà hoạt động người Khmer, Danh Minh Quang ở Sóc Trăng, cùng Thạch Cương và Tô Hoàng Chương ở Trà Vinh bị bắt vì cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ vì các hoạt động đòi quyền của người bản địa. Từ đầu tháng 7 đến nay, lực lượng an ninh Việt Nam tăng cường đàn áp trực tuyến. Hai nhà hoạt động Phan Tất Thành và Dương Tuấn Ngọc mới đây bị bắt và bị khởi tố với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước sau nhiều ngày bị công an tra khảo. Ông Thành được cho là cựu admin của trang nhật ký yêu nước, còn ông Ngọc có nhiều bài viết và video chỉ trích chế độ và lãnh tụ Hồ Chí Minh trên Facebook và YouTube. AFA thống kê cho biết, từ đầu năm tới nay, ít nhất 12 người đã bị bắt và khởi tố và 7 người đã bị kết án tù từ 5 năm đến 8 năm tù giam vì một trong hai tội danh trên, theo thống kê của AFA. Việt Nam được nhắc đến trong báo cáo nhân quyền thường niên năm 2022 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được công bố vào sáng ngày 20 tháng 3 năm 2023 là một nhà nước độc tài. Báo cáo này cũng nói thêm rằng, các nhà hoạt động cho biết, cán bộ công an đã hành hung, tra tấn các tù nhân chính trị để lấy lời khai hoặc buộc họ phải nhận tội. Các nhóm giám sát nhân quyền cũng đưa ra nhiều báo cáo về việc công an dùng vũ lực trong khi thi hành công vụ và các điều tra viên bị cáo buộc tra tấn những người bị giam giữ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Một Facebooker tại Sài Gòn bị an ninh đưa về đồn tra khảo. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube
và Facebook của Thời báo chấm d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Quan hệ Việt Nam và Campuchia có được cải thiện dưới thời ông Hun Manet. Ngày 2 tháng 8, truyền thông quốc tế đã bình luận về mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia. Theo đó, hai bên còn vướng mắc về ba vấn đề lớn đã kéo dài trong hàng thập kỷ qua. Ba vấn đề lớn đó là đường biên giới chưa cắm mốc hoàn chỉnh, hàng chục ngàn người gốc Việt tại Campuchia sinh sống trong tình trạng vô chính phủ và quan điểm khác nhau về việc Việt Nam xâm lược hay giải phóng Campuchia. Và đây là hình bài bình luận trên đài BBC tiếng Việt. Việt Nam và Campuchia có đường biên giới chung hơn 1.200 km. Cho đến nay, mới chỉ có 84% đường biên giới chung được chính thức phân giới cắm mốc. Vấn đề này từng gây căng thẳng vào năm 2020, khi Campuchia nói binh sĩ Việt Nam dựng 31 lều cắm gần biên giới, khu vực hai bên chưa đạt được thỏa thuận phân giới cắm mốc. Vấn đề biên giới với Việt Nam là chủ đề nhạy cảm tại Campuchia. Hơn 10 năm trước, một nhân vật đối lập, ông Sam Rainsy, lãnh đạo đảng Cứu Nguy Dân Tộc, hiện đã bị giải tán, thường xuyên cáo buộc chính phủ Campuchia, đặc biệt là Thủ tướng Hun Sen, đã nhượng đất cho Việt Nam, cho phép người nhập cư Việt Nam sinh sống trái phép tại đây. Tiến sĩ Hen Kim Kong, Đại học Queensland tại Úc, hiện là nhà nghiên cứu cấp cao từ Cambodia Development Center cho biết, nhiều người dân Campuchia vẫn có tâm lý cho rằng Việt Nam còn ý muốn bành trướng và xâm lấn vào đất đai của Campuchia bất kỳ khi nào có khả năng, mặc dù tâm lý bài Việt dường như đã suy giảm trong những năm qua. Người Campuchia có niềm tin rằng quốc gia này đã để mất Campuchia Krom và đảo Koh Chai, tức đảo Phú Quốc, vào tay Việt Nam trong quá khứ, và họ cáo buộc chính phủ Campuchia đang vận hành dưới tầm ảnh hưởng của Việt Nam. Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc cho rằng, Phú Quốc đã thuộc chủ quyền của Việt Nam từ trước khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam năm 1858 và xâm lược Campuchia năm 1884. Người Khmer chưa hề làm chủ vùng đất này. Đế quốc Angkor trong thời cực thịnh nhất từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 12 cũng chưa bao giờ làm chủ vùng đất này vì một lý do đơn giản. Người Khmer không có mặt trên đồng bằng sông Cửu Long. Cho đến nay, các nhà khảo cổ học không tìm thấy đền đài nào của thời Angkor trên đồng bằng sông Cửu Long. Cũng nên biết, nền văn minh chói sáng của các thời đại Angkor thể hiện qua các công trình kiến trúc bằng đá, tất cả đều tập trung quanh khu vực Siem Reap và Bát Thèm Bang. Một vấn đề khác là những quan điểm đối nghịch về vai trò của Việt Nam trong việc tiêu diệt Khmer Đỏ. Và đây là hình ông Hun Manet, con trai cả của ông Hun Sen, người sắp thay thế cha mình tại Campuchia. Tiến sĩ Hang Kim Kong cũng cho biết, ngày 7 tháng 1 năm 1979, ngày chế độ Khmer Đỏ sụp đổ, được quan điểm đối lập ở Campuchia gọi là ngày xâm lược, trong khi giới cầm quyền ở Campuchia thì gọi là ngày chiến thắng. Bởi vì Việt Nam giúp Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, tuy nhiên, sau đó lại duy trì sự hiện diện quân sự từ năm 1979 đến năm 1989, khiến giới đối lập người Campuchia coi đây là sự chiếm đóng. Vấn đề vướng mắc cuối cùng trong quan hệ hai nước là có hơn 100.000 người gốc Việt phải chịu cảnh sống vô chính phủ tại Campuchia khi không được nhập quốc tịch. Tiến sĩ Hang Kim Kong cho biết, đây là vấn đề mang tính nhạy cảm, tạo ảnh hưởng đến nền chính trị của Campuchia và tạo nên sự chia rẽ trong lòng người dân Campuchia. Vấn đề này có thể bị lợi dụng để làm gia tăng tinh thần dân tộc và tâm lý chống Việt Nam tại Campuchia. Theo tuyên bố của Thủ tướng Hun Sen vào ngày 26 tháng 7, ông Hun Manet, con trai cả của ông Hun Sen, dự kiến sẽ trở thành thủ tướng mới của Campuchia vào ngày 10 tháng 8 tới đây. Tiến sĩ Hang Kim Kong nói rằng, ba vấn đề còn tồn đọng giữa Việt Nam và Campuchia không thể dễ dàng được giải quyết dưới thời Hun Manet. Bởi vì,
chính phủ do đảng CPP lãnh đạo có thể không đủ động lực để giải quyết những vấn đề này và họ có thể tập trung về phát triển kinh tế hơn. Ông Humanist cho đến nay rất ít trả lời phỏng vấn của truyền thông và có ít thông tin có thể hé lộ về tầm nhìn của ông dành cho Campuchia và 16 triệu người dân. Ông thường tránh né các bài phát biểu đài trong chiến dịch vận động của Đảng Nhân dân Campuchia CPP, chỉ nói ngắn gọn như bỏ phiếu cho đảng CPP và bỏ phiếu vì một tương lai tươi sáng và cảnh báo về những nỗ lực cực đoan nhằm phá hủy cuộc bầu cử. Tuy người Campuchia hy vọng ông Manis sẽ đưa ra một sự thay đổi, nhưng tiến sĩ Hen Khuyên Khong nhận xét rằng có khả năng hơn là vai trò lãnh đạo của ông ấy sẽ bị đóng khung trong một hệ thống do chính cha ông ấy tạo nên. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Quan hệ Việt Nam và Campuchia có được cải thiện dưới thời ông Hun Manet. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.